Mình chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn chị mình á có mua cho mình một con tôm hùm Alaska nè các bạn. Để mình khui cái này ra nha các bạn. Wow, con tôm hùm Alaska đã thiệt. Cái này hồi nãy á là cái chỗ giao nói là gần 1,2 kg nha các bạn. Ký mốt gần 1,2 kg. À dạ. Nó bún. Công nhận số hưởng. Con tôm hùm Alaska này ăn nó chắc ngon lắm ta. Trước giờ mình chưa ăn nha các bạn. Cái này một hồi chắc mình hấp nước dừa cái càng đó nè các bạn. Ngon quá. Chút mình sẽ hấp nước dừa các bạn ơi. Đây. Ây da, cái càng nhỏ nó kẹp các bạn. Ủa, con này nhiều càng quá vậy. Quá trời ơi. À, nó bung. Mình đang luộc con tôm hùm Alaska các bạn ơi. Con tôm hùm khổng lồ luôn. Chuyển màu nhìn ngon quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ các bạn mình luộc con tôm hùm Alaska này chín rồi nè các bạn. Dùm nó đổ tư, thơm phức, ngon quá các bạn ơi. Con này mà ăn một cái là ngon hết sảy luôn á các bạn. Các bạn dòm nè. Hai cái càng của nó nè. Con tôm hùm Alaska khổng lồ nha các bạn. Quá ngon. Thịt không các bạn ơi. Công nhận thịt nó dài cái nè. Công nhận con tôm hùm nó ngon. Gác lên hai cái chén chấm này luôn đi. Đây là các bạn, cái này là bù tạc ớt xanh. Còn cái này là muối ớt. Siêu cay nha các bạn. Đâm ở trong đây ớt nhiều dữ lắm các bạn ơi. Tôm này quá đã. Dài lắm nha các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Thôi các bạn ơi, mình cũng xin dừng video ở đây nha các bạn. Các bạn hãy đón xem những video sau của mình nha. Bye bye các bạn.